Từ mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên đán, ba con giáp này vét cạn lộc trời, thần tài, phù hộ, tiền tỷ, cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khoảng thời gian trôi qua, ai cũng mong muốn cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có, dư giả thì ít nhất mỗi ngày đều trải qua một cuộc sống bình yên, không chút phiền muộn. Tuy nhiên, trong cuộc sống mỗi người đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở để đạt được thành công như mình mong muốn. Họ phải không ngừng nỗ lực thay đổi bản thân từng ngày và mong cầu mọi thứ được tốt đẹp hơn. Tử vi học còn nói trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra đều đã gặp may mắn. Có những người phải đối mặt, đánh đổi và hy sinh rất nhiều nhưng vẫn không thể khấm khá lên được, cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ. Tử vi có tiết lộ trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên đán tới đây, có ba con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn. Trước đây cực khổ như thế nào, nhưng từ bây giờ trở đi, cuộc sống sẽ thay đổi bất ngờ, tài vận và nhân duyên đủ đầy khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Mời quý cô bác và anh chị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay để biết được ba con giáp may mắn đó là ba con giáp nào, có những cơ hội vàng nào sẽ đến với họ vào thời điểm sau ngày mùng 1 Tết Nguyên đán tới đây. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Mão. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Mão cho thấy rằng cục diện tam hộ đem tới một tháng âm lịch vô cùng tham vong dành cho bản mệnh, đặc biệt là vào thời điểm từ đầu tháng đến hết tháng mùng 10 Tết. Hơn nữa, nguyên lệnh lâm thai đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông. Vì vậy, những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Công việc trong thời điểm này không có quá nhiều, nhưng nếu không làm tốt ngay từ bước khởi đầu thì vận trình cả năm về sau sẽ bị ảnh hưởng. May mắn mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn. Mọi thứ dường như đã vào đúng cuồng, bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm, mưu sự không quá khó khăn. Nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, có thể cân nhắc triển khai trong thời gian này, tỷ lệ thành công khá cao. Bên cạnh đó, bách việt tăng vận đào hoa có lợi cho bản mệnh mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao, tạo bước đệm cho sự thăng tiến sau này. Nhìn chung những chú mèo không gặp bất cứ trở lực nào trong tháng. Tuy nhiên, để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn. Tin mừng tiếp theo đến từ phương diện tài chính, tài lộc ngày càng khởi vượng nhờ sự xuất hiện của chính tài. Trong thời điểm này, tuổi Mão làm việc khá thảnh thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm. Bản mệnh sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc, dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh. Ngoài ra, thị trường đầu năm thường ít biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn, tham lam khiến bạn mất cả chi lẫn chài. Ngay từ đầu tháng, bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, sơ sẽ dẫn tới phá tài. Đào hoa trong tháng cũng có dấu hiệu khoe sắc tích cực như bách việt chiếu mệnh. Người độc thân vượng đào hoa, nhân duyên khác giới rộng mở, có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến đi du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm nhưng biết chín bỏ làm người, giữ gìn gia đạo yên vui. Phương diện sức khỏe cần chú ý tới vấn đề ăn uống, những cuộc ăn nhậu, tụ tập trong kỳ nghỉ dài sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng. Nhiều người lại lười tập luyện khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, tài lộc ùn ùn kéo đến, tuổi Mão hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, Mão, Mùi.
với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh mình. Vòng còn giúp hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tăng may mắn, chia tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mà mọi khía cạnh trong năm 2021. Tuổi Mùi. Xem tử vi tháng 1 âm lịch, tuổi Mùi có cho thấy vận trình trong những ngày đầu của bản mệnh nhìn chung khá hanh thông, không có biến động nào đáng lo ngại. Tâm trạng, cảm xúc của bản mệnh trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn, làm việc cũng năng suất hơn. Nguyên lệnh lương quan đới lại thêm chỉnh ấn chỉ lối, phù trợ rất lớn cho đường công danh, sự nghiệp của những chú dê. Bản mệnh tự tin và tập trung làm việc, sự nghiệp có thể thu hoạch đáng kể, thậm chí nếu làm tốt còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tăng lương là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố chắc chắn. Tuổi Mùi có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình. Cũng giúp ích rất nhiều cho những người mới khởi nghiệp, chân ướt chân ráo lập sự nghiệp riêng, bắt đầu kinh doanh. Tài vận trong tháng 1 âm lịch ở mức khả quan nhờ có nhiều cát tinh, tử vi cao chiếu mệnh. Người kinh doanh, buôn bán có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù chỉ ở quy mô lớn hay nhỏ. Doanh thu tháng có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Trái ngược với những may mắn trong công việc, về tài lộc, chuyện tình cảm trong tháng của những chú dê lại không được suôn sẻ. Cặp đôi phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn khiến chiến tranh lạnh liên miên. Lúc này bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động, kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Tình hình sức khỏe ổn định, không phát sinh bệnh tật nguy hiểm, có thể có dấu hiệu trì trệ, uể oải sau thời gian nghỉ lễ kéo dài, có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc. Do đó bạn cần vận động, rèn luyện thể chất nhiều hơn. Ngoài ra để kích vượng sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát đã khuyên tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi được những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, may mắn và chia tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng, vận khí của người tuổi Ngọ trong những ngày đầu xuân năm mới Tân Sửu 2021 khá lý tưởng. Làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, tin vui tới tấp. Có cục diện tam hợp nâng đỡ, quý nhân vận khá vượng, những chú ngựa có thể yên tâm tận hưởng. Những ngày đầu năm làm gì cũng không thuận, luôn có người bên cạnh đỡ đần, chỉ đường, dẫn bước. Dù đương đầu với khó khăn, cũng sớm tìm được lối thoát. Lại thêm chính quan tương trợ, đường quan lộ của mệnh chủ đang rất rộng mở, bạn làm việc đến nơi, đến chốn, có trách nhiệm với mọi việc, nên được đồng nghiệp, xung quanh tín nhiệm, cấp trên hài lòng. Nếu nhân lúc này, bản mệnh có thể trước thời cơ thể hiện năng lực phát huy, thế mạnh, cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đã đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Trong quá trình thực hiện, đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những trông gai, sóng gió, trợ lực vấp váp, sau đó đều là những chướng ngại vật cần có trên chặng đường thành công để thử thách và tôi luyện. Người luôn nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ là người nếm được quả ngọt. Trong thời điểm này, cùng với công việc thuận lợi, đường tài lộc của mỗi người, tuổi Ngọ cũng khởi sắc trông thấy. Chính tài khá vượng là điềm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Những người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay thăng chức bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng đầu năm khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Hơn nữa có sự xuất hiện của địa chi bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán. Do đó bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh nguồn vốn. Đối với công tác lâu năm, vốn có rằng sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau. Nhờ vậy, tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa bất tài trong tháng riêng.
bởi đây là tháng sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình. Không những vậy, thời điểm này, đào hoa khoe sắc rất có lợi cho đường tình duyên của những người độc thân. Tình cảm thăng hoa, bạn có thể gặp gỡ đối tượng ưng ý, thậm chí có xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu nay chưa từng nghĩ tới. Các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng thẳng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc. Có người chào đón tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỉ, sức khỏe về cơ bản cũng không có vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn cần chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã thương tật hay chân hoặc gặp tai nạn do bệnh ngủ hung tinh gây ra. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi thì người tuổi ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí và mang lại bình an cho người tuổi ngọ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!